ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy chúc mừng gần 600 thiện nam tín nữ chính thức trở thành đệ tử Phật vào ngày 19 tháng 6 âm lịch năm 2022, cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chung. Nhân dịp này, thầy gửi đến quý vị đề tài thờ Phật và tu học Phật pháp. Trong phần đầu đó, về thờ Phật, thầy dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo nguyên thủy tại các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia và các nước Đại Thừa gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ. Trong Phật giáo nguyên thủy đó, việc thờ Phật chủ yếu là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật. Trong đạo Phật Đại Thừa, ngoài Đức Phật Thích Ca còn thờ các đức Phật khác, bao gồm Phật quá khứ, Phật tương lai và rất nhiều Phật ở hiện tại thuộc nhiều hành tinh khác nhau. Ngoài ra đó, đạo Phật Đại Thừa còn thờ các vị Bồ Tát, tức là những bậc tỉnh thức đạt được tuệ giác 80%. Một mặt á, vẫy tay chào vĩnh viễn với sinh tử luân hồi, mặt khác đang hoàn thiện con đường để trở thành bậc giác ngộ như Đức Phật. Thì trong phần thời Phật đó, thì nhấn mạnh đến hai vị Bồ Tát chính và ba Đức Phật quen thuộc. Thứ nhất, thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng làm lễ tưởng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm qua các hình thức hóa thân của Ngài. Thờ Phật hay là thờ Bồ Tát Quan Thế Âm đó, quý vị có thể chọn tượng đứng, tượng ngồi, chất liệu bằng đồng, bằng gỗ, bằng xi măng, bằng thạch cao, bằng composite, bằng ảnh, nếu có tiền đó, bằng vàng. Tương tự, quý vị có thể chọn lựa các tượng Phật và Bồ Tát khác tùy theo điều kiện tài chính và quan niệm thẩm mỹ của mỗi người, cũng như là không gian thờ tại nhà của mình. Khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm đó, chúng ta nhớ là đừng cầu nguyện để Ngài ban phước ngăn họa cho mình, vì làm như thế đó thì chúng ta chưa đi sâu vào phần thực tập Phật pháp, thì chỉ trông chờ vào tha lực thôi. Cốt lõi của việc thờ Bồ Tát Quan Thế Âm á, chúng ta nên nhớ, thứ nhất, học được gương hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm để trở thành người nam từ bi, người nữ từ bi. Bi đó là thông cảm sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân.
để vượt qua bệnh ích kỷ, bệnh vô cảm, bệnh thờ ơ, bệnh đèn nhai nấy tỏa, bệnh thụ động. Từ là năng lượng mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, giải quyết các vấn nạn đối với những người kém may mắn hơn chúng ta. Như vậy thay vì chúng ta cầu phước từ Bồ Tát Quan Thế Âm, học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta mang phước đến người thân của mình, bao gồm cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, thân nhân, rộng hơn nữa là mọi người. Bằng cách đó đó thì quý vị sẽ trở thành là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong đời thường. Thứ hai đó là học hạnh lắng nghe. Với phẩm chất từ bi to lớn, Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe nỗi khổ niềm đau của nhân loại, thiết lập sự cảm thông, giúp đỡ cho người khổ đau đó nhận diện ra nguyên nhân gốc rễ của khổ đau và chỉ bài phương pháp để khắc phục các khổ đau. Phần lớn những người quá thông minh, quá nhanh nhẹn đó, không để thời gian cho người khác nói lên những nỗi niềm của mình. Mới nói một câu, người thông minh đã hiểu hết câu chuyện, và làm cho người muốn nói đó bị cục hứng và cảm thấy là mình không được hiểu. Thực ra họ hiểu nhiều hơn, họ hiểu nhanh hơn. Cái sự lắng nghe đó phải mang tính trị liệu, để cho người nói khổ không chìm vào việc kể lể nỗi khổ niềm đau. Vì như thế nỗi khổ niềm đau được hâm nóng, được dự mồi cuốc mã lên, mà đang khi về bản chất nỗi khổ niềm đau quá khứ đã khép lại ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt. Cho nên lắng nghe theo cách để truy tìm nguyên nhân và mở ra giải pháp đó, sẽ giúp cho người khổ đau đó khắc phục được các yếu kém của mình. Thứ ba đó, học phẩm hạnh ban tặng niềm vui không sợ hãi từ Bồ Tát Quan Thế Âm, vì Ngài có tôn hiệu là Thí Vô Úy Giả, người hiến tặng sự không sợ hãi. Người đang sợ ma, chúng ta giúp họ tỉnh thức, thấy rõ ma không đáng sợ mà chỉ đáng tội nghiệp. Người đang bị khủng hoảng thì lên dây cót tinh thần cho họ. Người đang bỏ cuộc nửa chừng thì truyền sức sống và niềm tin cho họ. Người đang tái quỵ, nâng một bàn tay để dìu họ đứng dậy. Người đang bị khủng hoảng ổn định cảm xúc, thái độ và tinh thần. Người đang bế tắc thì chỉ họ con đường để đi, không hẹp hòi, không ích kỷ, không nhỏ nhòi. Và thứ tư là học Bồ Tát Quan Thế Âm làm chủ lỗ tai, cho làm chủ sự nghe. Âm thanh thì chia làm hai loại: loại ngon ngọt, loại như ý, loại hài lòng, loại hợp gu, chúng ta dễ nhiễm nấm. Loại sốc hông, loại móc họng, loại chọt gậy bánh xe, loại phá đám, loại cãi vã, loại gây sự, loại kiếm chuyện, loại thị phi, vu cáo, xuyên tạc, phỉ báng, xúc phạm. Người thông minh phải nhận rõ rằng nói bao gồm điều đúng điều sai là quyền của con người. Nghe mà không nhiễm vào chuyện khổ đau đó là quyền làm chủ cảm xúc của bản thân.
Cho nên muốn sống hạnh phúc, chúng ta đừng quan tâm người khác nói xấu về mình như thế nào, mà hãy quan tâm là tôi làm chủ cuộc sống tôi như thế nào. Bằng cách đó, quý vị học được hạnh làm chủ cái nghe, cái thấy mà Bồ Tát Quan Thế Âm làm rất thành công. Như vậy, khi thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta nhớ đến bốn phẩm chất cao quý đó và học theo, có giá trị hơn rất nhiều lần so với việc chúng ta chỉ cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình. Thờ Bồ Tát Địa Tạng. Trong nền văn hóa Phật giáo Nhật Bản đó, Bồ Tát Địa Tạng gắn liền với tín ngưỡng cầu con. Chị em phụ nữ nào bị hiếm muộn hoặc quý ông bị bệnh tương tự thường đến các chùa Nhật Bản có thờ tượng Địa Tạng để cầu nguyện Ngài gia hộ cho mình có được con. Niềm tin này đó phát xuất từ nhận thức hiểu theo nghĩa triết lý của chữ Địa Tạng. Tạng là kho tàng, địa đó là đất, kho tàng đất, kho tàng địa cầu, hay là cái kho mẹ trái đất, trong đó chứa đựng nhiều hạt giống, và một trong các hạt giống đó là hạt giống của sự sống. Rồi sự sống đối với con người đó, đó là đứa con, bắt đầu từ cái phôi, 9 tháng 10 ngày sau đó trở thành một cậu bé mới hoặc là một cô bé mới. Chính vì thế mà cộng đồng Phật tử Tây Tạng, xin lỗi, Nhật Bản đó, quan niệm rằng đó, Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho bào thai sự sống. Chứ tạng đây giống như một cái kho, giống như bào thai. Và địa đây là tâm địa, đó là sự sống bằng tâm của một con người. Trong nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa nói chung, thì Bồ Tát Địa Tạng đó, thứ nhất là tượng trưng cho tâm lượng vĩ đại. Tâm vĩ đại là tâm vượt lên trên sự ích kỷ, sự nhỏ nhoi, sự thờ ơ, sự trách móc. Những cái tâm lượng vĩ đại đó, đó được sánh ví giống như là quả địa cầu to lớn, sâu, rộng, chứa được hết tất cả các loại hạt giống, các loại sự sống, các loại quặng mỏ. Và ngay cả khi con người đó ứng xử vô ơn với quả đất này bằng cách đó phóng thải ra rất nhiều các vật dẫn đến ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và tàn phá trái đất, thế mà mẹ trái đất này cũng không buồn, không hờn, không giận, không trách, không oán, không thù. Cho nên thờ Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta hãy học theo tâm lượng vĩ đại, tâm lượng rộng lượng, độ lượng, bao dung. Thứ hai, thờ Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phải tin rằng đó, từ một cái quả địa cầu đó, các hạt giống có sẵn đó, nhưng mà có hạt giống đó, thì nảy mầm, đơm hoa, kết trái, có những hạt giống thì bị thối, bị hư. Như vậy, tính tiềm năng trở thành hiện thực ở mỗi chúng ta là giống nhau ở điểm xuất phát, nhưng phương pháp nỗ lực, sự kiên trì nỗ lực và lý tưởng trong việc nỗ lực có khác nhau. Cho nên đó, sự nở ra hiện thực từ tiềm năng có lúc nhanh, lúc vừa, lúc chậm.
Và việc thờ Bồ Tát Địa Tạng đó nhắc chúng ta làm sao mở được cái kho tàng đó để chúng ta phát huy được nguồn tiềm năng vô giá. Và tương tự, trong kho tàng đắc tâm chúng ta có rất nhiều các hạt giống thánh thiện, hạt giống cao quý, hạt giống giá trị, bao gồm tình thương, hiểu biết, cảm thông, vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại. Gieo trồng các loại hạt giống đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm và trở thành thánh thiện. Và ở ý nghĩa thứ ba đó, thì Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Địa Tạng là một trong những tấm gương về hạnh hiếu thảo đền tạ công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ mình ở những kiếp trước. Như vậy, khi chúng ta thờ Bồ Tát Địa Tạng thì chúng ta phải học đạo lý hiếu thảo và trở thành những người con hiếu thảo đền ơn dưỡng dục của cha mẹ ở hiện tại này. Vì nếu như cha mẹ không có thì chúng ta đã có thể sinh ra từ một loài động vật nào đó, hoặc đó là không có mặt trên quả địa cầu này, khổ biết như nào. Cho nên dầu cho cha mình có nghèo, mẹ mình có thiếu thốn, hoặc là cha mẹ mình có thiếu trách nhiệm với bản thân mình đi nữa, thì cái ơn sinh ra với tư cách là con người chúng ta phải tạc dạ ghi tâm. Cho nên không hắc hủi cha mẹ, không hỗn láo với cha mẹ, không bỏ rơi cha mẹ. Và chúng ta phải đền đáp để sau này đó con cháu chúng ta học được tấm gương cao quý đó, sống tốt, sống hạnh phúc, có hiếu kính với mình và giữ được cái truyền thống cao quý đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thờ Đức Phật Thích Ca. Trước khi đi tu đó, ngài là thái tử Siddhartha Gautama, con của đức vua Suddhodana tỉnh Phạn Dương và hoàng hậu Mayadevi Maya. Ngài sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lumbini, nay thuộc về Nepal. Sau 29 năm làm thái tử, thể hiện sự yêu nước thương dân dưới sức ép của vua cha đó, thái tử chính thức lập gia thất với công chúa Yasodhara, Yasodhara. Và 11 tháng sau đó đó, khi sanh được hoàng nam Rahul, Rahula, nhân duyên đã đủ, thái tử Siddhartha Gautama đó tâm sự và thuyết phục vợ của ngài cho phép ngài đi tu. Sau 6 năm kể từ lúc đi tu, ở tuổi thứ 35, thái tử Siddhartha Gautama đã chính thức trở thành Phật Thích Ca. 45 năm sau đó thì ngài truyền bá chân lý không mệt mỏi và qua đời ở Kusinaga vào năm 80 tuổi. Như vậy, khi thờ Đức Phật Thích Ca đó, giới dứt chúng ta học được tấm gương hy sinh bản thân để cứu giúp nhân loại, tức là bỏ đi cái tôi nhỏ nhoi, bao gồm cái tôi cá nhân, cái tôi gia đình, để hướng về đó cái chúng tôi, cái chúng ta và cái tất cả.
Đó là tâm từ bi lớn trong ứng dụng. Chính vì thế mà Đức Phật được gọi là đại vĩ nhân trong tất cả các bậc vĩ nhân, đại minh triết trong các nhà sáng lập tôn giáo. Và ở lĩnh vực này đó, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, không có người tương đương. Và sau khi giác ngộ năm 41 tuổi, tức là 5 năm kể từ khi thành Phật đó, Đức Phật trở về độ được mẹ kế của Ngài là Hoàng hậu Ba Sa Ba Đề, vợ cũ của Ngài là công chúa Yayudhala, con trai của Ngài là hoàng tử La Hầu La, các hoàng tử, anh em cô cậu, anh em chú bác, anh em bạn gì, Đức Phật độ sạch sành sanh đi tu hết. Đây là sự kiện lịch sử chưa từng có tiền lệ và cũng chưa từng có tương đương trong thời điểm hiện nay. Điều đó cho chúng ta thấy là cái sức thu hút chân lý của Đức Phật đó rất là tuyệt vời. Cho nên chúng ta phải học theo cái tâm lượng vĩ đại đó. Thứ hai là khi thờ Phật Thích Ca đó, chúng ta phải nuôi hạt giống phát kiến, phát minh, sáng kiến, sáng tạo, chứ không đi theo lối mòn. Đức Phật đã mở ra con đường tỉnh thức mới chưa từng có tiền lệ trước đó. Nhưng về sau này thì các nhà Ấn Độ giáo đó, cố tình lý giải rằng Đức Phật là người tích hợp triết độc Ấn Độ, bao gồm triết học Bà La Môn giáo và triết học Sa Môn giáo, có trước đó và có cùng thời, thực tế thì khác. Triết lý của Đức Phật chẳng những khác mà còn vượt lên trên hai trường phái tôn giáo Ấn Độ cổ đại. Ngài tìm kiếm, Ngài thực tập, Ngài phạm vào sai lầm, xích nữa là bỏ mạng. Ngài nhận ra được sai lầm, Ngài từ bỏ sai lầm, Ngài khám phá ra con đường mới, Ngài kiểm định con đường mới, Ngài truyền bá con đường mới, và thông qua con đường mới, Ngài mang lại an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Đó là cả một cái quá trình, đó là tâm cầu chân lý đi giác ngộ nhân sinh. Cho nên học và làm đệ tử Đức Phật, chúng ta cố gắng đừng nên đơn thuần chấp nhận tất cả những gì đã có. Thế bên cạnh cái việc mà mình chấp nhận cái gì đã có, sau khi mình đã kiểm định nó hay, thì chúng ta phải nỗ lực ở bất cứ lĩnh vực nào mình tham gia, mình phải cố gắng làm sao mình làm có cái gì đó mới, mới theo nghĩa có giá trị hơn, có ý nghĩa hơn, có đóng góp hơn. Cái tiềm năng đó nó vốn sẵn có, nhưng khi mà chúng ta mất đi tự tin, thiếu đi nỗ lực, kém đi phương pháp thì mình không phát huy được. Thế thôi. Bài học thứ ba trong việc thờ Đức Phật Thích Ca đó, đó là tận tụy suốt một kiếp người cứu nhân độ thế. Do cái giới hạn của thời cổ đại 26 thế kỷ trước, 90 ngày mùa mưa mà Ấn Độ nó diễn ra vào khoảng giữa tháng 6 cho đến giữa tháng 9 âm lịch, việc đi lại rất khó khăn vì nó không có đường nhựa, đường bê tông như bây giờ. Các loài côn trùng phát sinh rất là nhiều, cho nên mỗi một động tác đi nó có thể dẫm đạp chết rất nhiều loài côn trùng. 9 tháng còn lại trong suốt 45 năm, mỗi ngày trung bình Đức Phật dấn thân vào trong các ngã đường trung bình 9 tiếng đồng hồ để tiếp xúc với con người. Mỗi ngày đi một hướng mới, đến mỗi ngôi làng mới, tiếp xúc cư dân mới. Nhân cái dịp Đức Phật tạo điều kiện cho mọi người cúng thức ăn cho Ngài, Ngài đền tạ bằng một bài chân lý và một bài đạo đức.
hoặc cả hai để giúp cho họ giác ngộ và tỉnh thức. Nếu như thời đó có máy bay như bây giờ đó, thì Đức Phật không chỉ độ hết tất cả 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc đó, mà còn khắp cả các châu lục. Do giới hạn của giao thông cho nên Đức Phật chỉ độ được 8 trên tổng số 16 vị vua thôi, nằm ở cái khu vực địa dư, đó là miền Bắc và Bắc Trung Bộ thôi, chứ Đức Phật chưa đi hết miền Nam và toàn cõi Ấn Độ. So với tất cả các nhà sáng lập tôn giáo từ xưa đến nay thì không có nhà tâm linh nào du hành nhiều dài năm như Đức Phật, để lại cho chúng ta một cái kho tàng chân lý. Mà hiện nay đó, trong kinh Tạng Pali đó còn được đó, khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh. Quyển kinh Phật cho người tại gia đó, thầy trích dịch 63 bài kinh. Quý vị có thể đón nhận, bữa nay có lẽ là hết rồi, để chờ cái ấn bản mới. Những quyển đó nó giúp cho mình đó, có thể thay đổi tầm nhìn về Đức Phật, về Đạo Phật. Nhờ đó mình tu học tốt hơn. Thờ Đức Phật A Di Đà là một trong yêu cầu rất quan trọng của các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông. Phần lớn người ta thờ Phật A Di Đà để mong sau khi chết được ngài cứu độ về Tây phương, vốn được xem là thế giới cực lạc. Cực lạc có nghĩa đen là gì? Hạnh phúc tuyệt đỉnh. Nó tương đương với các hình thái thiên đàng trong các tôn giáo phương Tây. Về phương diện triết lý đó, thì thờ Phật A Di Đà đó có nghĩa là như thế này: Nam Mô đó là nương tựa vào, A Di Đà đó là vô lượng quang, tức là ánh sáng không giới hạn. Phật đó là bậc tỉnh thức. Như vậy nếu chúng ta đứng từ góc độ tín ngưỡng đó, thì lúc đó chữ Nam Mô được hiểu là kính lễ Đức Phật A Di Đà. Còn về phương diện triết lý đó, con quay về nương tựa phẩm chất giác ngộ có trí tuệ không giới hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn quá quan tâm đến việc sau khi chết tôi sẽ sanh về thế giới Tây phương của Phật A Di Đà nữa. Mà quan trọng là lúc đã còn sống này mình phát huy được cái tiềm năng ánh sáng không giới hạn, tượng trưng cho trí tuệ vô biên. Như là một sự phản chiếu, lấy Đức Phật A Di Đà để phản chiếu tâm và làm cho tâm bình chói sáng như Phật A Di Đà, vô lượng quang. Thứ hai, thờ Phật A Di Đà với nghĩa vô lượng thọ, thì chúng ta cam kết rằng đó không bỏ cuộc nữa chừng. Chứ thọ đây là thời gian dài, hay là cái tuổi thọ mạng sống của một con người. Vô lượng cái là không có kết thúc. Như vậy là vô lượng thọ. Thay mình hiểu theo nghĩa đen, Đức Phật A Di Đà sống hoài bất tử, chuyện đó là không bao giờ có. Bất kỳ ai được sinh ra sống thọ cỡ nào đi nữa cũng phải có ngày chết. Đức Phật không phải là ngoại lệ. Cho nên đừng có hiểu theo có nghĩa Phật A Di Đà là sống mãi, từ thời này sang kiếp khác, từ kiếp sắc sang kiếp kia, không có đâu. Cho nên nên hiểu theo nghĩa triết lý. Vô lượng thọ tức là tính bền vững. Hiện nay đó, thế giới chúng ta đang đề cao đến phát triển bền vững. Nó khác với phát triển ngắn hạn, phát triển trung hạn. Vì cái phát triển ngắn hạn và trung hạn nó có cái tầm nhìn mì ăn liền, lợi ích cho cái việc A thì nó dẫn đến các cái hệ quả xấu cho việc B, việc C, việc D.
lợi ích cho trước mắt thì nó mang lại những cái tác hại lâu dài. Vì lợi ích kinh tế, chúng ta đã làm tàn phá môi trường thiên nhiên. Vì lợi ích kinh tế, chúng ta đã để cho cái nền văn hóa phương Tây nó xâm thực và giết chết nền văn hóa Việt Nam. Đó là điều không nên. Như vậy, bền vững trong các mối quan hệ, bền vững trong các loại đầu tư, bền vững trong tình người, bền vững trong sự phát triển là ý nghĩa của vô lượng thọ. Như vậy trong hôn nhân, mà nếu mình ứng dụng tinh thần vô lượng thọ là gì? Chung thủy một vợ chồng cho lúc chết. Trong tình bạn, trong tình hữu nghị, chúng ta cộng tồn bền vững, có thủy có chung, có nhân nghĩa, có tình người. Ở nghị thứ ba, dựa vào Kinh A Di Đà, để được giảng sanh Tây Phương, Đức Phật Thích Ca đã dạy rất rõ, gồm có thứ nhất căn lành lớn, tức là chấm dứt được tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp. Thứ hai, đủ nhân duyên tốt lớn, tức là làm rất nhiều việc thiện, việc phước, tạo nhân duyên lành, điều kiện thuận lợi cho người khác đồng tu. Thứ ba, pháp âm được nhận diện từ những cái sinh hoạt thường nhật, như là gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, tức là trong cái cuộc sống trên quả địa cầu này đó, nếu chúng ta có cặp mắt tỉnh thức, chúng ta vẫn thấy được giá trị Phật pháp nằm trong đó. Tức là lấy dữ liệu từ cuộc sống thực này để chuyển nó trở thành tích cực. Thứ tư, niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á thì an trú vào định, bất loạn nó làm cho làm chủ được cảm xúc, làm chủ được tâm. Rồi từ đó nó chuyển qua cái trạng thái thanh tịnh, buông xả mọi ý niệm. Hội đủ được các điều kiện đó, thì sau khi chết, chúng ta sẽ đủ tiêu chuẩn để có visa nhập cảnh về Tây Phương. Nhưng thực ra đó, khi mình có đủ các phẩm chất đó rồi đó, thì người đó ở đâu cũng là cực lạc, ở đâu cũng là hạnh phúc, ở đâu cũng là giải thoát. Chiều sâu của Kinh A Di Đà nằm chỗ đó, đưa ra một cái tiêu chí cực lạc thế giới để cho ai cũng nỗ lực để sanh về. Mà muốn sanh về phải đủ, thứ nhất là nhân căn lành, thứ hai là công đức, thứ ba là nhân duyên tốt, thứ tư là pháp âm, thứ năm là nhất tâm bất loạn. Khi đạt được năm này là người đó là trở thành thánh nhân rồi. Mà thánh nhân đâu cần phải đi giảng sanh ở đâu nữa. Giống như giờ Hoa Kỳ tôi đưa tiêu chí đó, ai muốn nhập quốc tịch Hoa Kỳ thì phải đầu tư trị giá thí dụ như là 1 triệu Mỹ Kim. Úc chứ thì nghe nói là 1,5 triệu, 2 triệu gì đó. Và một số nước ở châu Âu ta cũng cho tiêu chí như thế. Có doanh nghiệp đầu tư khoảng 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu euro là cho nhập quốc tịch. Nhưng thực ra mà có được cái số tiền đó thì người đó phải rất là giàu. Ngoại trừ những người có vấn đề để sợ sau này đủ gì thì mình có thể bay được, trốn được. Chứ còn người mà sống lương thiện gì đó thì người ta không cần phải đi sanh về, đi qua chỗ đó để làm gì đâu. Ở Việt Nam đầu tư giàu hơn. Dĩ nhiên cũng có nhiều người ta muốn có 2 quốc tịch. Đó là cái quyền tự do lựa chọn, để thuận lợi hơn. Mỗi khi đi nước ngoài không phải chờ visa lâu, mang những visa của những quốc gia có nền kinh tế cao đó, có thể miễn thị thực. Như Hoa Kỳ là 178 quốc gia, Singapore nghe nói 179 quốc gia, Đức khoảng 189 vậy đó, không phải chờ đợi gì hết, cái thuận lợi này làm cho đó. Như vậy khi mà đạt được cái đẳng cấp giàu như là những nước tiên tiến rồi,
chúng ta còn muốn sanh về nước đó để ở nữa không? Ở những cái nước mà nó chưa phát triển như Việt Nam á, cái cơ hội làm giàu mới nhanh. Còn mình sống ở những quốc gia mà nó phát triển đến cái trần rồi đó, đến cái đỉnh cao rồi đó, mình phải là cái người siêu việt mới có thể dễ làm giàu. Còn bằng không, bằng bình bình. Công dân của Mỹ tháng lương có 1.300 đô, công dân của châu Âu khoảng chừng 1.500 đô, công dân Hàn Quốc khoảng chừng 1.600 đô. Rồi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền xe cộ, tiền bảo hiểm, tiền chống cháy, tiền chống trộm, mỗi tháng còn dư lại 100-200 đô hết. Làm lũ một kiếp người cuối cùng cũng trắng tay. Có được căn nhà, có được chiếc xe hơi và vài cái tiện ích hết. Và đó là ba nội dung quan trọng trong việc thờ Phật A Di Đà. Thờ Phật Di Lặc, nó đúng là Bồ Tát Di Lặc, Maitreya Bodhisattva. Maitreya nó có nghĩa đen là từ bi. Như vậy Bồ Tát Di Lặc đó tượng trưng cho hạt giống từ bi, sẽ trở thành là hành động từ bi trên nền tảng của tâm từ bi và quyết định từ bi. Biểu tượng của Đức Phật Di Lặc trong tương lai được hiểu về phương diện triết lý đó, thứ nhất có niềm vui tùy hỷ trọn vẹn, có niềm vui tự nhiên từ tâm. Chúng ta thấy tạo hình của Đức Phật Di Lặc đó trong văn hóa Đại Thừa ở Ấn Độ đó là một người nam lưng chữ V 6 múi, có râu quai nón. Còn ở Trung Quốc đó, thì lấy hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại với nụ người toe toét hoan hỷ, tức là cái hạnh phúc tự nhiên nó toát ra từ hành động từ bi, việc làm từ bi, phụng sự vô ngã vị tha. Cho nên đó, cái niềm vui đó, đó nó tràn đầy năng lượng sức sống, phải ai thấy đó cũng cảm thấy bình an, nhẹ nhàng, thư thái, không có sợ hãi gì hết. Cho nên thờ Bồ Tát Di Lặc hay là Phật Di Lặc tương lai đó, chúng ta phải nỗ lực có được cái hạnh hoan hỷ trên nền tảng của lối sống từ bi như Đức Phật Di Lặc. Cho người nào tiết kiệm nụ cười, gương mặt hình sự, căng căng, đâm đâm, chiêu chiêu, lầm lầm, lì lì, chịu khó thỉnh tượng Phật Di Lặc về, hoặc ảnh như Phật Di Lặc, quan sát thường xuyên, và nhẩm ở trong đầu á, cái phẩm chất đó mình đạt được, thì sau thời gian quý vị cải thiện liền à, gương mặt quan hỷ vui vẻ. Và trong lúc mang thai đó, các bà mẹ cũng nhẩm cái hình của Đức Phật, quán niệm hình Đức Phật Di Lặc, thì đứa trẻ sinh ra nó có cái nụ cười rất là hoan hỷ, rất vui vẻ. Mà nụ cười đó là yếu tố dẫn đến thành công, bên cạnh nụ cười bằng một thang thuốc bổ. Ý nghĩa thứ hai đó là Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho sự bao dung quảng đại. Cho nên khi tạo tượng á, thì người ta sẽ làm á, trên thân của Đức Phật Di Lặc mập thù lú, có cái bụng giống như ông Địa. Không phải là do uống bia nhiều nha, không phải là do ít vận động mà ra, không phải ăn nhiều ngủ nhiều, mà người ta cố tình tượng hình hóa như vậy. Tại vì cái quan niệm của Trung Hoa đó, cái bụng lớn là độ lượng. Hình dung mà. Như vậy thờ Phật Di Lặc chúng ta phải cố gắng làm nuôi dưỡng phẩm chất độ lượng. Mà người độ lượng thì không có chấp nhất, không để bụng, không để dạ, không hận thù, không quan trái, chuyện qua rồi bỏ, không chấp nhất, khép lại quá khứ và tạo cơ hội cho những người xấu, người độc, người ác,
người dữ dằn có cơ hội hoạt lương và trở thành người tốt. Ý nghĩa thứ ba đó là Bồ Tát Đức Phật Di Lặc không bị nhiễm đắm bởi sáu giác quan, thông qua sự làm chủ sáu giác quan. Cho nên đó, cái cách tượng hình đó, người ta làm sáu chú tiểu bám ở trên thân của Ngài, tượng trưng cho bất động trước thị giác, tức là mắt nhìn thấy con người cảnh vật màu sắc mà không nhiễm đắm. Chú tiểu thứ hai là tượng trưng cho tai nghe các loại âm thanh, bao gồm lời khen tiếng chê mà không bị phiền não. Chú tiểu thứ ba là tượng trưng cho khú giác, tức là ngửi mà không nhiễm đắm với các mùi, nhất là mùi nước, mùi chiên, mùi xào, mùi ngũ vị hương, nó kích thích dữ lắm, chảy nước miếng liền. Chú tiểu thứ tư là tượng trưng cho vị giác không nhiễm đắm, tức là ăn các loại thức ăn mà không đấm nhiễm vào ngon thì không khen, mà dở không chê. Chú tiểu thứ năm là tượng trưng cho xúc giác, tức là các vật im ái, sự xúc chạm, cái nhu cầu tương tiếp xúc thân, chúng ta không bị nhiễm đắm mà vượt qua được. Và chú tiểu thứ sáu đó là ý thức, mặc là vô hình tướng nhưng mà nó chi phối, nó quyết định, nó dẫn dắt, nó làm đạo diễn, nó làm não loạn tâm của chúng ta. Và tượng Phật Di Lặc thể hiện sự làm chủ sáu giác quan thông qua việc để cho sáu cậu bé nhỡn nhơ vui đùa quậy phá trên cái cơ thể của Ngài mà Ngài không có hề hấn gì hết đó. Cho nên khi mà mình thờ Đức Phật Di Lặc thì chúng ta nhớ đến phẩm chất này và cố gắng học theo, trong mọi biến cố vẫn giữ được tâm điềm tĩnh, bình an. Đó là phần thứ nhất về thờ Phật và Bồ Tát. Trong phần 2 thì thầy sẽ nói vắn tắt về tu học Phật pháp. Thứ nhất là tu học chân lý. Đạo Phật còn gọi là đạo tỉnh thức. Trọng tâm của đạo tỉnh thức là truyền bá chân lý. Và chân lý đó là quy chiếu của toàn bộ các quy luật để giúp cho chúng ta thấy thật, nghe thật, nói thật, sống thật, làm thật, cái gì cũng trên nền tảng của chân thật. Thì chân lý này đó được Đức Phật áp dụng để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau, gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau bế tắc, không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu. Bước 2 đó là truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ động cơ tâm lý. Có những khổ đau từ tâm tham, như là tham nhũng, lừa đảo, móc hoặc, hối lộ, chiếm đoạt, và nâng giá khống. Có những nỗi khổ niềm đau nó phát xuất từ tâm sân, như là giết người, ẩu đả, cãi vã, rồi lại qua tiếng lệ, thị phi, vu cáo xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm, không hợp tác, không tùy hỷ, không hài lòng, trò gậy bánh xe phá đám. Có những nỗi khổ niềm đau nó bắt nguồn từ tâm si mê, như là các loại mê tín, các loại dụ đoan, các loại sợ hãi, tin vào trời chu đất diệt, tin vào thượng đế thần linh có thể là giáng họa, tin vào ma quỷ có thể quậy phá con người, tin rồi chết rồi để con người tồn tại dưới lòng đất, tin giấy vàng mã có thể giúp cho người chết là tiêu thụ được, và nhiều cái niềm tin hoàng siêng khác. Có những nỗi khổ niềm đau nó do chúng ta cố chấp, chấp mình đúng, dẫn đến tự ái, thành kiến, ác cảm, không bỏ được, không buông được, không hài hòa được. Bước thứ ba đó là trải nghiệm niềm vui cao nhất là niết bàn, tức là trạng thái tâm không còn khổ đau và nguyên nhân gây tạo khổ đau đã kết thúc.
chứ không chờ sau khi chết mới trải nghiệm được. Và bước 4 á, thực tập chánh đạo bao gồm hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, hoàn thiện trí tuệ. Thì đây là cái cốt lõi con đường tỉnh thức của đạo Phật, gọi tắt đó là chân lý. Cho nên về sau đó, khi mình gặp cái sự cố gì, dù là ở phạm vi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu, phải lấy 4 bước đó ra làm giải pháp. Vấn nạn đó là cái gì? Phải chỉ rõ được mặt mũi của đó, và phải tập trung được nguyên nhân của nó là cái gì, và cái niềm tin lạc quan là khắc phục được đó. Và thứ tư là giải pháp đúng. Nên nó y hệt giống cái lộ trình của y khoa. Đầu tiên á, bệnh nhân khai bệnh. Bước hai đó là bác sĩ chẩn đoán bệnh, tức là truy tìm nguyên nhân bằng các phương pháp y khoa hiện đại. Bước thứ ba đó là cam kết sức khỏe và phục hồi sự sống. Bước thứ tư đó là phác đồ điều trị, gồm đó, thuốc thang, chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, môi trường sống. Y hệt như cách mà Đức Phật đã dạy. Điều hai, tu tập thiền định. Bên cạnh chân lý mở cho chúng ta trí tuệ, thì một trong ba giá trị cốt lõi của đạo Phật đó là giúp cho chúng ta thực tập thiền định để hướng đến mục đích đó, làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống, làm chủ các hành vi. Thì phương pháp thiền đơn giản nhất đó, đó là mỗi ngày đó các anh chị em dành ra 15 phút ngồi ở trên ghế hay ngồi dưới sàn nhà, không quan trọng đó. Mà quan trọng là làm chủ được tâm, ngồi trong tư thế thoải mái, nhắm mắt lại, buông thư các cơ bắp, ngồi thẳng lưng, khép lại tất cả những chuyện quá khứ qua một bên, chặn đứng lại tất cả những nỗi lo lắng, căng thẳng, sẽ bất an về tương lai, dừng tất cả các vọng niệm ở hiện tại, quên hết tất cả mọi thứ, chỉ nhớ duy nhất là việc theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở dài, hơi thở ngắn. Và công thức đơn giản là 4-2-8-2, hít 4 giây, nín 2 giây, thở 8 giây, nín 2 giây, áp dụng trong tư thế ngồi, tư thế nằm, tư thế đứng. Còn trong tư thế đi đó thì bỏ đi cái sự nín thở, hít 4 giây, thở 5 giây. Và tương tự trước khi đi ngủ, đừng có chìm đắm trong điện thoại di động, TV, radio, tin tức, mà hãy tập trung theo dõi hơi thở ra vào thôi. Nằm không nên gối cao, không nên đặt tay lên ngực, lên bụng. Theo dõi hơi thở ra vào thì chừng 5 phút là chúng ta chìm vào sâu vào trong giấc ngủ. Và nó làm cho mình phục hồi sức khỏe thể chất. Cái cốt lõi thực tập thiền thứ hai đó, đó là chúng ta cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, quý vị liên tưởng tôi hạnh phúc, tôi hoan hỷ, tôi nhận diện vô thường, tôi cởi trói tâm và tôi buông xả những nỗi khổ và niềm đau. Thì năm nhận thức đó đó sẽ làm cho chúng ta nói không với khổ đau, vô nhiễm với khổ đau. Khổ đau có lỡ tấn công rồi nó cũng rớt xuống hết. Cũng giống như mình mặc áo mưa, mình có thể đi ngoài mưa mà mình không bị ướt mưa. Mưa cứ tầm tã, gió lốc cứ thổi, hạt mưa vẫn rơi, nước mưa vẫn lẩm bẩm dưới chân chúng ta, động tác chúng ta đi tới phía trước và không dừng, mục đích chúng ta đạt được. Cái đó được gọi là quán chiếu trong thiền. Nhà quán chiếu nó mở trí tuệ, làm cho mình thông thái hơn.
Còn á, theo dõi hơi thở nó gọi là tu định. Thì theo dõi hơi thở là một sự tập trung, nó làm cho chúng ta thay thế cái lo lắng căng thẳng sợ bất an về quá khứ, về tương lai, về hiện tại. Bây giờ mình chỉ tập trung nhớ hơi thở thôi thì mọi thứ khác nó quên hết. Mà quên hết á thì nó căng thẳng rơi rụng, lo lắng rơi rụng, stress rơi rụng, chúng ta phục hồi sức khỏe. Và việc thực tập đó nó giúp cho mình đó, tăng sức khỏe thể chất, cải thiện sức khỏe cảm xúc, phát triển sức khỏe tâm trí. Đây là ba loại sức khỏe làm cho con người trở nên lạc quan, yêu đời, hạnh phúc, có giá trị và hữu ích. Cho nên cố gắng mỗi ngày thực tập 2 lần, lúc thức 15 cho đến 20 phút, trước khi đi ngủ cũng dành cho 15 phút. Mở con mắt tuệ. Tu học theo Phật là tu tỉnh thức mà, cho nên chúng ta phải lấy trí tuệ làm đầu. Cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, vì hiện nay nó hết bản rồi, đang tái bản, vì nên vị trí Kinh Thánh đó, cho nên phải chờ nhập về nó hơi lâu một chút. Thì quý vị có thể vào trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, vào cái mục thỉnh kinh sách miễn phí, có gần 100 quyển. Và hôm nay đó, tăng đoàn của chùa tặng cho quý vị khoảng 6 quyển. Quý vị có thể đọc thêm những quyển khác. Đọc một trang kinh á, cũng giống như chúng ta đang bồi dưỡng chất bổ cho tâm, một liều thuốc quý. Đọc kinh không nên cầu phúc, cầu Phật gia hộ, mà đọc kinh để mở cánh cửa trí tuệ. Ví dụ cái kinh Phật cho người tại gia đấy, ở phần 1 á, nếu quý vị siêng đọc thì quý vị sẽ hiểu rõ đâu là đạo đức được Phật dạy, bao gồm phòng ngừa các điều ác chưa sinh, chấm dứt các điều ác đã sinh, sám hối với các điều ác đã làm, chuyển nghiệp để cho các điều ác đó kết thúc. Và ở phần thứ hai đó, thì mình đọc thì mình sẽ hiểu được kỹ năng trong hôn nhân, trong vợ chồng, trong xây dựng tổ ấm, trong phát triển kinh tế, trong quản trị đất nước, trong tề gia trị quốc bình thiên hạ, trong đối nhân xử thế. Thì đây là những điều mà Phật tử tại gia cần phải biết. Và cho đến bây giờ những lời dạy đó vẫn còn thích ứng, mặc dù nó đã tồn tại 26 thế kỷ. Ở trong mảng thứ 3 đó, thì chúng ta sẽ học được những cái triết lý về thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên, từ Thượng Đế, từ duy vật, từ duy tâm, về dân sinh quan lấy con người làm chuẩn, về xã hội quan công bằng, bình đẳng, dân chủ, về chính trị quan luật pháp làm nền tảng, thương nước, yêu dân, phụng sự phát triển đất nước. Thì phần đó rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta tăng cường thêm các hiểu biết và áp dụng những lời dạy đó vào các lĩnh vực chính trị, giáo dục, xã hội, kinh tế, văn hóa mà mình tham gia. Ở phần thứ tư đó là các kinh về pháp tu thiền và phương pháp vượt qua khổ đau. Nhưng mà mình khổ đau ở phương diện nào thì phải chọn đúng bài kinh dạy về lĩnh vực đó, thì chúng ta có chìa khóa, có giải pháp đó. Và thứ năm là các kinh về tịnh độ. Cho nên quý vị chịu khó đó, mỗi tuần đến chùa giác ngộ 1 lần. Và con cháu của mình đó, thì mình dẫn đến vào chiều thứ bảy, từ 3 tuổi đến 13 tuổi. Thanh niên đó thì đến chiều chủ nhật 11:30. Trung niên, lão niên thì đến vào sáng chủ nhật. Nếu mình ở xa thì mình có thể tham gia các ngôi chùa gần của mình cũng được. Cho nên đừng bao giờ cắt đứt truyền thông giữa mình với Đức Phật thông qua bài kinh. Và phải đọc kinh thông Việt, đọc nhiều kinh thì mở nhiều trí tuệ. Mỗi một bài kinh là một tấm bản đồ, là một cái toa thuốc cho một cái loại bệnh
nỗi khổ niềm đau nhất từ đâu đó. Nếu mà chúng ta không đọc kinh làm sao mình nhớ được cái toa thuốc? Không nhớ được toa thuốc, lúc nỗi khổ niềm đau tấn công không biết cách để áp dụng. Đừng có ý lại là bài kinh đó mình đã thuộc rồi, mình biết rồi, mình không đọc nữa. Còn giống như các võ sĩ đó, mỗi ngày phải đi các bài quyền, mà bài quyền nó được ráp nối bởi những cái động tác tay đấm, chân đá, thế thủ, thế công. Đi một bài quyền cố định, đi suốt cả một kiếp người nó nhuần nhuyễn. Cho nên khi mà bị kẻ ác tấn công, mình biến hóa ra thành những bài quyền mới để bảo vệ mình, và mình chiến thắng được ở trong các cái cuộc đấu đó. Thì đọc bài kinh là nhập một bài quyền trí thức vào trong não của chúng ta. Nó giúp cho mình mở được trí tuệ tốt lắm. Cho nên quý vị là Phật tử phải có kinh sách ở nhà. Giống như trong nhà mình đó, nhà kho đó, có gạo nè, có thức ăn nè, mình phải tàn trữ, rồi có nước uống. Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta bỏ quên cái việc chăm sóc tinh thần. Cho nên nó làm cho tâm trí mình nó nghèo nàn, tâm trí mình lạc hậu, tâm trí mình sợ hãi, tâm trí mình bị vô minh, tâm trí mình bị trói buộc. Bây giờ mình tháo mở, giải phẫu hết, làm cho tâm trí mình được bổ dưỡng bằng trí tuệ Phật thông qua các kinh. Cuối cùng là tu phước và phụng sự. Chùa Giác Ngộ đó, mặc dù có diện tích rất bé, 750 mét vuông thôi, thì các anh chị em đã theo dõi các chương trình Phật sự rồi đó. Quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng có chuyện Phật sự để làm. Các buổi tối thì có các lớp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer miễn phí. Các lớp kỹ năng như là thư pháp Việt, sống không bệnh. Cái lớp Phật pháp gồm Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao và kinh Trung Bộ. Khóa tu chủ nhật cho các cháu mầm non thiếu nhi, cho thanh niên. Chiều thứ bảy cho mầm non thiếu nhi, sáng chủ nhật cho người lớn. Khóa xuất gia vô duyên, khóa xuất gia báo hiếu. Chương trình hiến máu nhân đạo trước đây đó 1 năm 12 lần, bây giờ nâng lên 1 năm 24 lần, mỗi lần trung bình là 700 người. Tức là tăng đoàn làm việc hết mình, các Phật tử phụng sự cũng tham gia đóng góp hết mình. Cái lớp học đó là hoàn toàn miễn phí. Và để có một cái lớp học cho 100 người đó thì phải mấy chục người tham gia phụng sự. Bộ phận nhà bếp cũng phải mấy chục người làm trước một ngày, và ngay cái đó đó phải làm mấy tiếng đồng hồ để có bữa ăn trưa cho chúng ta. Có nhiều người thầm lặng làm công quả ở nhà bếp, làm vệ sinh ở nhà vệ sinh, rồi làm lau quét, rồi dọn dẹp trần thiết. Có người làm truyền thông, có người làm thiết kế, rồi có người đó thì dẫn dắt người khác đi vào chùa, có người đó thì cho mượn áo tràng, có người đó là phân phối kinh sách miễn phí. Tức là mỗi người đó làm một công việc. Thì khi mà mình chưa phải là Phật tử đó thì mình chỉ đến mình hưởng cái phước thôi. Tới chùa làm sẵn hết mình hưởng xong mình về. Còn bây giờ mình là Phật tử rồi đó thì chúng ta phải biết cách làm phước mới có phước. Rồi phải viết giữ phước khi mình đang hưởng thụ phước. Thì giống như cái kho vậy đó, ăn hoài thì nó phải hết, mà không có tàn trữ thêm, không có làm thêm, không mua thêm thì làm sao còn. Mà phước á, khi chúng ta tích lũy xong rồi đó thì trong thực tiễn phước sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp thật của chúng ta. Mỗi khi có các biến cố, các sự cố, các trục trặc, các nghịch cảnh, các chướng duyên, người không có phước sẽ dễ dàng bị ngã vị và khổ đau. Còn người có phước vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp, và thậm chí không bị hề hấn gì. Và có nhiều tình huống á, trong lúc người vô phước sẽ bị sụp đổ, người có phước thì phát lên. Cho đó không phải do cầu nguyện mà được, do chúng ta làm phước mà có.
Cho nên phải tham gia tình nguyện xung phong làm, và phải tìm việc để làm. Ví dụ như cái phước xây chùa gồm có đóng góp xây chùa, đóng góp xây tượng Phật, đóng góp chuông trống, đóng góp các cái trang trí nội thất. Hiện nay đó thì chùa mình đang phát triển các chi nhánh, cho nên thầy cái chủ trương là khoảng 3 tháng lần mình sẽ làm cái tiệc chay, mà không có bài ra ăn buffet như trước đây, nó cực lắm. Mấy chục người phải chuẩn bị mấy ngày trước, cái tiền dư lại cũng không bao nhiêu. Bây giờ thầy đổi hình thức mới, đó là đó, mua vé, mỗi một suất chay là 50 ngàn, mua xong mình đem về nhà mình ăn. Và các Phật tử đó có năng khiếu nấu, phát tâm nấu tại nhà đem lên cúng cho chùa, chùa lấy đó phát hành ra 50 ngàn một suất. Toàn bộ những cái chi phí đó đạt được đó, dành cho việc xây chùa. Thế vậy đó, chúng ta tiết kiệm 50 ngàn để mình góp phần một bàn tay, một viên ngói, một cục gạch, một công sức. Thì mình đến ngôi chùa đó, mình thấy là có cái bàn tay của mình, hình ảnh của mình, đóng góp của mình trong đó. Cho nên thì cần đó, nhiều người phụng sự. Ngoài cái việc mà mình hưởng ứng, mời gọi người thân, bạn bè tham gia đóng góp, thì cái tiền lương dù có ít ỏi đi nữa, 50 ngàn, 100 ngàn có là bao nhiêu đâu, không là bao nhiêu hết á. Cho nên ai hưởng cái này thì liên lạc với thầy Ngộ Trung, hoặc là thầy Pháp Minh để nhận vé, để giúp cho cái công việc xây chánh điện ở chùa Quan Đông Hải được xong. Thì đó cũng là cái cách làm phước, mời gọi, hướng dẫn, dẫn dắt. Có tiền làm phước thì có tiền, không có tiền làm phước là công quả. Hoặc là dạy học miễn phí, chia sẻ kiến thức, bỏ công sức, bỏ thời gian, bỏ chất xám. Chỉ cần có tấm lòng là chúng ta tạo ra phước được à. Ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào cũng làm phước được hết á. Nên tu phước rất quan trọng. Kính thưa các Phật tử mới, thì nhân ngày lễ kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thành đạo theo Phật giáo Đại thừa, thầy hướng dẫn căn bản về cách thờ hai vị Bồ Tát, gồm Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Cách thờ đó, Đức Phật A Di, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc. Nếu quý vị có một bàn thờ đủ lớn đó, thì quý vị có thể thờ 5 tượng cũng được, hoặc 2 tượng, hoặc 3 tượng, hoặc 4 tượng, hoặc gọn lại đó là thờ một tượng Phật Thích Ca duy nhất. Dù thờ tượng gì thờ, là đệ tử Phật mà không thờ Phật Thích Ca, giống như cha mẹ mình không thờ, mình thờ đi cha nuôi, mẹ nuôi vậy. Hoặc là mình thờ chú, cậu, dì, mợ mà không thờ cha mẹ ruột là không nên. Phải thờ Phật Thích Ca làm chính, thờ thêm các Phật Bồ Tát càng tốt, miễn sắp xếp sao cho trang nghiêm, mà mình quan sát đối diện mình lòng cảm thấy tôn kính cho hoan hỷ để hành trì. Còn việc tu Phật Pháp đó, thì bao gồm tu chân lý để tháo mở các nỗi khổ niềm đau, tu đạo đức để tăng trưởng nhân cách phẩm giá cao quý, tu thiền định để làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thái độ, giúp cho mình không có bị loạn động, hoảng sợ, lo lắng, bất an, căng thẳng trước các nghịch cảnh. Nó giúp cho mình chuyên sâu, tập trung để phát minh sáng kiến sáng tạo và tăng trưởng được sức khỏe. Và tu phước đó, để giúp cho cuộc đời mình có giá trị, có tinh thần vị tha hơn, vô ngã hơn, phụng sự hơn,
dấn thân hơn, đóng góp hơn để có giá trị hơn. Đó là bốn cái phần tu căn bản người tu học Phật nó cần phải tham gia làm. Thì chúc tất cả được an lành. Trước khi kết thúc thì thầy nhắc là cái bằng phái quy y đó, ở mặt trước thì có tên pháp danh của mình và ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, ở mặt sau là hướng dẫn ha. Thì quý vị có thể xem cả hai mặt, vì về ép plastic, dán hình mình vào ép plastic để kỷ niệm, để nhắc nhở rằng mình là Phật tử chính thức từ ngày 19 tháng 6 hôm nay. Còn ý nghĩa của pháp danh đó, thì trong đó có giải thích căn bản. Giờ thầy khuyên đó, mọi người đó có thể lên trang web chuaiacngộ.com, quỹ đạo Phật ngày nay.com, rồi trang Phật Pháp qua đường link đó, đạo Phật ngày nay.com, để hiểu thêm về đạo Phật một cách có hệ thống và chiều sâu. Còn để nghe các pháp thoại của thầy đó, thì mời quý vị vào thứ nhất đó, là kênh YouTube Thích Nhật Từ Official và kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay. Thì trong đó nó có hơn 6.000 bài giảng của thầy về rất nhiều các chủ đề. Chỉ cần đánh cái từ khóa, nếu thầy đã giảng rồi thì xuất hiện thôi. Thầy chúc tất cả được an lành. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình
của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người.
tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.